Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Nhìn có hấp dẫn không nè? Đây là lẩu Mông Cổ. Rất là ngon, rất là thơm luôn. Mình nấu rất là nhanh, mình nấu bằng Instant Pot á. Có mấy phút thôi mình để đó. Bây giờ mình ăn thử cho các bạn nghe thử nha. Xem như ngon như thế nào nè. Mực nè. Có mực. Các bạn tưởng tượng ở ngoài trời đang mưa mà lạnh vậy nè, mình húp nước lẩu á, xì sụp thật là sung sướng vô cùng. Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food, KT Kitchen. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món lẩu Mông Cổ nha. Các bạn có bao giờ ăn thử lẩu Mông Cổ của Leadership Mongolian Hot Pot chưa ạ? Thì cái lẩu Mông Cổ này nó cũng giống giống như vậy đó. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái hiệu của Leadership nè, nè. Leadership nè. Nó gọi là Hot Pot Soup Base Plain. Thì nó có loại cay và loại không cay. Thì nếu mà ở nhà các bạn mà có em bé mà muốn cho ăn chung á, thì mình làm loại không cay. Rồi cái loại mà có cay á, thì mình để qua một bên. Hôm nay mình muốn làm hai loại luôn, nhưng mà đi chợ thì người ta chỉ còn có loại này thôi. Thì mình sẽ để cái link, các bạn có thể mua cái loại này ở đâu ở trên Amazon nha. Mình sẽ để cái link nó giống như thế nào ha. Và để làm cái món này thì mình cần có ingredient á, là như thế này ha. Thì có ớt, có tỏi, carrot, cà rốt á. Nước tương để mình ướp gà. Và hôm nay mình sẽ làm gà, tôm và mực. Nếu các bạn thích ăn đồ biển gì thì mình cứ mua bỏ vô thêm, nhưng mà mình chủ yếu mình lấy gà đó, gà đi bộ mình hầm để cho nó ngọt nước và mình cũng có thể ăn nó luôn. Là gà đi bộ mình hồi nãy mình đi chợ mình có cho các bạn xem á, và mình có mua nấm, mình đi thêm vào chợ nữa để mình mua nấm nè. Và có ớt sa tế ha, hành lá, đầu hành lá và hành lá. Gừng thì mình cắt khoảng vài lát nhỏ thôi, vài lát mỏng thôi, không cần nhiều. Nếu mà bạn thích bỏ vô nhiều quá thì nó sẽ bị nồng, cái mùi gừng nó sẽ bị đánh tan những cái vị khác á. Base nó đã có sẵn gia vị rồi, cái này mình chỉ bỏ thêm vô thôi ha. Thì ở chung ở sau lưng nè, các bạn nhìn thấy nè, họ có chỉ nè đó, người ta chỉ là bỏ nè, bỏ gừng, bỏ hành lá, lại 6 cốc nước á, gần gần 1,5 lít thôi. Cho nên mình muốn làm 2 lít á, 2,5 lít, 3 lít á, thì một bên 1,5 lít, tại mình làm một cái không cay một cái cay. Đây mình lấy gần cho các bạn xem nè. Thấy rõ không các bạn? Đây thì nếu mà như vậy thì mình làm hai bên, một bên cay một bên không cay, cho nên mình cần hai gói này. Thì 1,5 lít nước cũng không có bao nhiêu đâu, nên là mình mua hai gói. Bạn nào thích ăn cay thì mua cay ha, mình để cái link ở phía dưới nha. Các bạn mua qua Amazon mà cái link mình để phía dưới là nghĩa là ủng hộ cho kênh của mình, để cái đó giống như là mình ủng hộ cái kênh của mình càng ngày càng phát triển mạnh hơn á. Mình cảm ơn các bạn nhiều ha. Và có một cái củ hành để cho nó thơm ngọt nước, và củ cà rốt. Nếu mà mua mà có bắp tươi á, mình cắt khúc khúc vô bỏ vô nấu rất là ngon. Mà hôm nay cái mùa này đi chợ không có bắp tươi, nó có bắp đông lạnh thôi, cho nên mình không có mua. Mà bắp đông lạnh cũng ngon nữa, nhưng mà phải là bắp Mỹ thì nó ngon hơn là bắp nếp. Bắp nếp dẻo bỏ vô ăn nó không có cái vị, nó không có ngọt, nó không có thơm. Cho nên là tốt nhất là nếu mà được thì mình mua bắp Mỹ á, loại đó ngọt mà nó thơm cái nồi nước lèo của mình hơn. Thì bây giờ mình bắt đầu chuẩn bị, mình sẽ ướp thịt gà nha. Mình ướp thịt gà là mình sẽ hướng dẫn các bạn ướp thịt gà như thế nào để nấu cái nồi lẩu bằng Instant Pot, tức là nồi áp suất á, để cho nó nhanh hơn để mình có thể làm công chuyện khác. Còn bạn nào không có nồi áp suất cũng không sao, mình nấu bằng cái nồi thường cũng được nha. Bây giờ mình ướp gà nha. Thì gà này mình mua là gà đi bộ, mình mua một con gà như vậy á, thì khoảng 4 pound, tức là khoảng 2 kg. Nhưng mà hôm nay mình làm một hơn 1 kg một chút thôi, bởi vì mình chủ yếu là mình lấy cái nước gà hầm cho nó ngọt á các bạn, và mình cũng ăn luôn. Nhưng mà mình sẽ ăn có, mình bỏ mực và tôm vô, cá viên chiên. Cho nên là các bạn thích ăn cái gì thì mình bỏ đồ đồ biển á, thích ăn đồ biển hay là ăn bò vậy thì mình bỏ vô ha. Thì mình bây giờ ướp gà, thì trong đây mình sẽ bỏ vô đây là nửa muỗng cà phê tiêu.
Đây, rồi muỗng cà phê tiêu ha. Và tỏi thì mình bỏ vô đây 4 tép tỏi dập, tập dập. Đây mình đặt dập. Thường thường á mình bỏ vô cái bịch ziplock như vậy nè. Đây là bịch ziplock rồi mình bỏ, mình lấy mình đập dập lên thì nó sẽ nhanh hơn là mình bầm. Đó, tiết kiệm thời gian đó, cho các bạn nào mà tiết kiệm muốn không có đủ thời gian để làm á thì bỏ vô cái bịch ziplock rồi mình bỏ vô trong đây mình đập dập như vậy ha. Còn đường á thì mình sẽ bỏ vào đây 1 muỗng tablespoon đường lưng thôi nha. Thì nếu mà bạn nào không có cái tablespoon thì không sao, mình lấy cái muỗng này nè, cái muỗng ăn phở nè đó, cái muỗng ăn phở đó, thì mình bỏ nó lưng lưng nè, mình để cho các bạn xem nè đó, thì cỡ phân nửa của cái muỗng này thôi ha, muỗng ăn canh á, muỗng ăn phở đó, phân nửa của cái này thôi. Và đây là soy sauce, là nước tương nè, mình xài hiệu này ha, đi cầm ký mình xài hiệu nào cũng được, soy sauce cũng được mà loại bình thường không phải là đậu đậm hay là lạc ha. Và mình bỏ vào đây 1 muỗng canh đó, chỉ có như vậy thôi các bạn. Và sau đó mình trộn lên, mình trộn đều lên. Trời lạnh quá cho nên là mình sẽ, trời mưa nữa, trời mưa mà lạnh nữa, mình sẽ nấu lẩu ăn cho Valentine. Các bạn có ai mà ăn ăn lẩu vào lễ tình nhân không nè? Thường thường ta ăn lẩu, thường thường ăn lẩu là những ngày gia đình sum họp vào cuối tuần á, lễ Valentine, lễ tình nhân á, thường thường người ta thích ăn steak và lobster phải không ạ? Nhưng mà có ai giống mình là lễ tình nhân á, Valentine thì mình lại nấu lẩu cho gia đình ăn không? Ra ngoài thì đợi lâu quá cho nên là mình ở nhà mình nấu lẩu ăn nó ấm cúng hơn, nhất là ở ngoài trời đang mưa lạnh á. Chứ bây giờ trời này mà ăn steak and lobster nó khô quá đó, mình cảm thấy nó không có ấm cúng bằng cách là ăn ăn lẩu nó ngon hơn. Thì mình cố gắng làm món này để cho các bạn, nếu mà bạn nào mà trời lạnh á, các bạn làm món này cho gia đình ăn chung cho vui ha, thay vì mình làm steak and lobster. Trong thời gian như chờ đợi mình ướp thịt á thì bây giờ mình sẽ phi cái ớt nha. Thì ớt sa tế hồi nãy mình có mua cái hũ nhưng mà có cái ớt trái này vô nó sẽ thơm hơn đó các bạn. Đây mình sẽ phi một chút cho nó thơm nha, để lửa medium giùm mình nha, đừng có cao quá thì nó dễ dễ cháy á. Lễ Valentine các bạn ăn những món gì nè, thường thường các bạn ăn món gì thì để comment ở phía dưới nha. Rồi nó vừa sôi lên được chút xíu vậy thôi, khoảng 1 phút à, để mỡ nhỏ nhỏ đó là mình tắt lửa, để lâu quá nó sẽ bị cháy á nha. Sau khi mình ướp rồi, ướp thịt rồi các bạn, thì mình sẽ bây giờ mình sẽ chiên sơ thịt nha, thịt gà đó. Thì mình bấm nút saute ha, bấm nút saute thì mình sẽ bỏ dầu vào rồi sau đó mình đợi cho nó nóng lên á, mình sẽ bỏ gà vào đây mình chiên sơ. Bây giờ dầu sôi rồi đó các bạn, dầu nóng lên rồi đó, mình bỏ vào đây. Bạn đừng đổ cái ào hết thịt vào đây nha, bởi vì khi mình làm như vậy đó, thì gà nó sẽ ra nước, nó không có thơm cái da. Các bạn nhớ canh gà nha, thì khi mình chiên á, mình chiên gà mình nhớ nhìn nè, khi mà nó nhớ đừng đừng có bỏ ít dầu quá thì nó sẽ bị cháy nha, cái da gà nó phải cháy xém xém vậy mà nhìn nó mới ngon. Thì cái vị của cái gà khi mà mình làm mà nó còn giống như mình luộc á thì nó sẽ khác với là mình chiên. Giống như các bạn có ăn mì tiềm rồi đó, mì tiềm hay là bún măng vịt, thì bún măng vịt là luộc đúng không ạ, mình tìm thì phải chiên sơ qua, chiên qua thì nó mới ra cái vị khác. Nếu mà cái này các bạn chiên nó không có kỹ á, nó sẽ không có cái ra cái mùi thơm.
Cái này là mình lẩu mông cổ này mình thì mình chế biến thêm cái phần này, còn ở ngoài tiệm thì như người ta sẽ không cho các bạn gà đi bộ rồi đâu, những này mình làm thêm ở nhà mình ăn cho nó ngon hơn á. Cái da này để các bạn nhìn, cái da chiên các bạn nhìn nó mới ngon, nó ra những cái hương á, cái hương với cái vị nó sẽ thơm ngon á. Chịu khó mình làm cái yến chút thì nó sẽ ngon hơn. Còn bạn nào mà không có thời gian á, thì khỏi còn phải chiên, nhưng mà đúng như nó sẽ ra cái vị nó sẽ khác nha. Còn nếu muốn ra cái vị giống như mình nấu á, thì các bạn phải chiên qua. Sau khi mà các bạn nhìn thấy mấy cái da nè, da gà mà nó vàng như vậy rồi đó, có cái màu đẹp như vậy nè thì được rồi ha. Đó, cái da nó màu vàng như vậy nè thì nó được rồi ha. Bắt đầu mình chế nước và mình bỏ hết tất cả những nguyên liệu vào đây để mình là hành. Nó vàng ươm như vậy nè, nó vàng ươm như vậy nè là bắt đầu mình được rồi ha. Mình bỏ tất cả nguyên liệu vào đây, mình bắt đầu mình cắt chéo chéo như vậy nè đó, nhưng mà không có cắt đứt hết, mình chỉ chéo mình cắt ở dưới trên thôi, ở dưới mình chừa lại. Trong đây mình có một củ cà rốt ha, và khoảng 20 tép tỏi và hành đầu hành lá, nếu các bạn có khoảng 10 cái đầu hành lá là được rồi. Và trong đây có ba lát gừng, đây ba lát gừng như đây, bỏ vào đây. Và đổ vào đây 3 lít nước. Các bạn thích nước nhiều thì mình chỉnh lại cái gia vị của mình. Và bây giờ mình bỏ tất cả những nguyên liệu vào đây ha. Trong đây cái gói gia vị nè, nó kỵ tử nè, đó là một gói. Cái này sướng lắm các bạn. Sau đó mình sẽ đậy nắp lại ha. Đóng nắp lại. Các bạn nên nhớ cái nút này giùm cho mình nha. Cái nút này là khi mình nấu mình nhớ để giữa ceiling để cho nó chặt lại á, thì mình hầm nó sẽ kín lại, nó sẽ cái độ nóng nó sẽ nhiều hơn là mình mở ra. Và cái nút này là nút đỏ này nè, là nó bằng như vậy, trước hết nó bằng như vậy ha. Ok, bây giờ mình sẽ bấm nút menu nha. Lúc nãy là nút saute, nghĩa là mình xào á các bạn. Thì bây giờ mình bỏ qua nút cancel ha. Mình cancel nó, sau đó là mình bắt đầu mình bấm menu. Và mình bấm 9 phút. Ha, 9 phút và mình để đó. Cho tới khi sau 9 phút thì mình tắt lửa, mình tắt cái nó đó, cái này nè. Lúc đó đó bây giờ bắt đầu on ha. Là mình để đó một lát, sau khi mà nó xong nó sẽ bíp bíp, nó báo hiệu cho mình biết là xong rồi. Thì mình mới múc, mình mới bật kế tiếp là mình bật cái nút venting ở phía trên á để cho nó ra. Một lát từ từ mình sẽ chỉ các bạn kỹ hơn nhớ nha. Khi mà mình đang saute mà nó còn nút saute này nè thì mình bấm cancel. Rồi mình bấm nút menu và bấm lên dấu cộng lên là 9 phút. Rồi mình để đó cho tới khi nó báo hiệu xong thì mình mới làm tiếp. Thì các bạn, cái này thì cái lẩu này nó có hai ngăn. Một bên mình sẽ làm cay, và cái cay này hồi nãy mình có thắng cái ớt nè, ớt trái nè, và bỏ thêm vài là hành khúc hành lá vào cho nó thơm á. Bên đây thì mình sẽ làm không cay. Bây giờ mình sẽ bỏ chả cá viên chiên vào đây nha. Bạn thích ăn gì thì mình bỏ vào, nhưng mà chả cá viên chiên thì mình bỏ trước để cho nó nổi lên á, nó chín á. Mình muốn giới thiệu với các bạn, mình sẽ dùng cái hũ ớt sa tế này nha. Mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nè, cái hũ này nó cứng vô cùng, nó rất là khó mở. Và nói chung là những cái hũ nào mà các bạn mua hũ keo á, khó mở á, thì mình sẽ có cái loại mở này.
Cái này giống như là cái mỡ đội mỡ giúp mình, giống như cái gọi mình gọi là thần thánh nha. Nó rất là dễ vô cùng, tại vì hũ nào mà nó cứng á, mình chỉ cần dùng cái cây này nè, cái đồ mỡ này mình mở nó nhẹ lên một cái ha, là mình sẽ mở ra được rất là dễ dàng luôn á. Mình xài cái này rất là lâu rồi, mình rất là thích luôn á. Mình sẽ để cái link ở phía dưới cho các bạn mua trên Amazon á, và xài rất là thích luôn, dễ làm lắm, không còn dùng nhiều sức lực để mà mình mở một cái hũ ra nữa. Và tùy theo cái độ cay của các bạn muốn ăn cay bao nhiêu, mình ăn mình bỏ vào trong đây 2 muỗng cà phê dung lên á, và một ít nước sa tế ha, để nhìn cho để cho nó cay và nó cái màu nó cũng sẽ đẹp hơn đó. Và bây giờ nó tiếng bíp bíp, nó bíp bíp cho mình biết là nó đã xong các bạn. Bây giờ mình sẽ mở cái ven ra nha. Đây mình mở cái này, nút này ra, mình mở từ từ nha. Và cái nút này nè, bây giờ nó tăng lên cao nè. Hồi nãy là nó thấp ha, nó bằng, bây giờ nó tăng lên cao, thì bây giờ mình phải mở cái nút này ha. Mở nhẹ nhẹ ra nè. Đó. Và tới khi cái hơi, tất cả cái hơi này nó đi ra hết á, thì cái nút đỏ này nè, các bạn nhìn thấy cái nút đỏ này không? Đây thì cái nút đỏ này nó sẽ thụt xuống, khi mà nó drop xuống đó là nó bằng cái là cái nắp màu đen nè, nghĩa là mình có thể mở cái nắp này ra. Và bây giờ nó tắt rồi đó các bạn nè, nhìn cái này nè, nó bằng rồi nè, nó cái nút màu đỏ nè nó thụt xuống nè, thì mình có thể mở ra được ha, mở cái nắp ra được nè. Bây giờ thơm phức luôn, thơm phức cả nhà luôn á. Nước đèo rất là thơm luôn. Bây giờ mình có thể nêm nếm lại theo cái khẩu vị của mình ha. Gà thì bây giờ rất là mềm rồi đó. Nếu mà bạn nào không thích ăn mềm á, thì có thể hầm ít lại nha. Rất là ngon luôn. Vừa ăn rất là ngon luôn. Nước đèo ngọt dễ sợ luôn. Mình cho các bạn xem nha. Cái gà nó mềm cỡ nào nè, cái gà nó rất là ngon mà cái nước đèo ngọt ngay luôn đó, cái gà mềm này nè. Nếu mà bạn nào thích ăn dai á thì nhớ hầm ít lại nha, tại vì mình thích hầm như vậy để mình cho nó ra cái nước lèo đó, cho nó ngọt 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 nước lèo á, cái nước lèo nó ngọt dữ dội luôn á. Các bạn có thấy cái muỗng này nó quen thuộc không nè? Mình mới mua trong chợ của Đại Hàn á, cái tiệm nó tên là Kitchen Land á, trong đó là nó có bán những cái muỗng gỗ của Hàn Quốc á. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn không nè, rất là ngon luôn, nước đèo ngọt lắm luôn á, và thanh nữa, ngọt thanh lắm. Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi, nhìn có hấp dẫn không nè. Đây là lẩu Mông Cổ. Rất là ngon, rất là thơm luôn. Mình nấu rất là nhanh, mình nấu bằng instant pot á, có mấy phút thôi mình để đó và cho nó hầm gà là ra là có nước lèo. Và mình bỏ mực, tôm, chả cá, giờ trong đây có gà nữa, ăn rất là thơm ngon luôn á. Nhìn dĩa rau có phải hấp dẫn không các bạn, nguyên cái rổ rau nè nó xanh dờn luôn, có nấm đủ thứ hết. Ăn rất là tốt cho sức khỏe. Thơm ghê luôn, thơm phức cả nhà luôn, nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Giờ mình bỏ mực bỏ tôm vào đây nha, mình thích ăn cay cho nên mình sẽ bỏ bên phần cay. Tôm thường thường mình mua ăn có đầu á thì nó sẽ ngon hơn là tôm không đầu khi mà ăn lẩu á, nhưng mà hôm nay mình thấy ở nhà còn tôm này cho nên mình bỏ vào đây luôn. Nước lèo rất là ngọt luôn các bạn, thơm. Ăn cái này mình có thể ăn với mì, mì tươi á, hay là mình ăn với lại mì gói, hay là mình ăn với lại miếng bún tàu á. Mình thích ăn như thì mình bỏ vào đây ha. Hôm nay thì mình ăn miếng bún tàu nè.
Vì vừa ăn lắm, mình không cần nêm gì hết. Trong cái gói gia vị nó đã có sẵn rồi, cho nên mình không cần nêm cái gì đâu nha các bạn. Nếu mà các bạn nêm nữa thì nó sẽ bị mặn á, cho nên là vừa ăn lắm. Nếu mà các bạn cảm thấy mặn thì mình lúc nào mình có thể mình bỏ nước sôi vào đây ha. Bây giờ mình ăn thử cho các bạn nghe thử nha, xem như ngon như thế nào nè. Mực nè, có mực. Mình thích ăn rau mực. Bạn nào nhớ nha, bạn nào mà thích ăn cái gà mà nó dai hơn á thì mình đừng có để 9 phút giống như mình nha. Mình sẽ để là khoảng 5 phút thôi ha. Thích ăn nấm này nè, ăn lẩu á, mình thích ăn cái nấm này, ngon vô cùng luôn. Ăn con tôm nữa. Chả cá chiên á. Các bạn tưởng tượng ở ngoài trời đang mưa mà lạnh vậy nè, mình húp nước lẩu á, xì sụp thật là sung sướng vô cùng. Bây giờ mình ăn miếng mực nha. Mực vừa chín tới rất là ngon luôn á. Ngon các bạn ơi. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì xin để comment ở phía dưới, và bạn thích mình nấu món gì thì để comment phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng nấu nhanh nhất có thể ha. Và nếu mà bạn thích video này xin bấm nút subscribe, like và share giùm mình nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Thank you.